Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Hôm nay mình mời cả nhà cùng ngắm hòn Non Bộ do mình và anh xã làm và nghe nhạc thư giãn nha cả nhà. Chúc cả nhà nghe vui vẻ. Thank you.
Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Mong rằng đại dịch này sớm qua đi, trở lại cuộc sống bình thường, để mọi người được luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye cả nhà nha, bye bye!